chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện bài quét cơ thể. Trong đầu của mình sẽ tự nhẩm theo phương pháp tự kỷ ám thị. Mỗi khi lời hướng dẫn đi đến đâu thì mình sẽ mang ý nghĩ của mình đến bộ phận đó của cơ thể và thả lỏng bộ phận đó ra, giúp cho cơ thể của mình thư giãn và thả lỏng. Bắt đầu từ các đầu ngón chân, chậm rãi đưa sự chú ý của mình từ các đầu ngón chân và nhẩm thầm trong đầu: tôi đang thư giãn các đầu ngón chân, bàn chân, cổ chân của tôi. Các đầu ngón chân, bàn chân, cổ chân của tôi đang được thư giãn. Các đầu ngón chân, bàn chân, cổ chân của tôi đang hoàn toàn được thư giãn. Tôi đang thư giãn hai bắp chân, hai đầu gối và hai đùi. Hai bắp chân, hai đầu gối và hai đùi của tôi đang được thư giãn. Bắp chân, đầu gối và đùi của tôi hoàn toàn được thư giãn. Tôi đang thư giãn mông, lưng dưới và lưng trên. Mông, lưng dưới và lưng trên của tôi đang được thư giãn. Tôi đang thư giãn bụng dưới, bụng trên và ngực. Bụng dưới, bụng trên và ngực của tôi đang được thư giãn. Tôi đang thư giãn các cơ quan nội tạng ở bên trong: bao tử, phổi, tim, mật, lá lách, tụy. Tất cả các cơ quan nội tạng của tôi đang được thư giãn. Tôi đang thư giãn các đầu ngón tay, bàn tay, cổ tay của tôi. Các đầu ngón tay, bàn tay, cổ tay của tôi đang được thư giãn. Tôi đang thư giãn và thả lỏng toàn bộ đôi cánh tay. Toàn bộ đôi cánh tay của tôi đang được thư giãn. Tôi đang thư giãn vai, cổ và đầu. Vai, cổ và đầu của tôi đang được thư giãn. Vai, cổ và đầu của tôi đang được thư giãn. Tôi đang thư giãn khuôn mặt tôi, tâm trí tôi. Thả lỏng hai chân mày, thả lỏng đôi gò má. Tôi đang bình an, tôi đang phúc lạc. Tôi đang thư giãn. Tâm trí tôi như là một mặt hồ phẳng lặng, chỉ tập trung ở đây, lúc này. Tôi đang bình an, tôi đang phúc lạc, tôi đang thư giãn, thư giãn, thư giãn.